bánh nước, bánh nước Ban Mê. Ok, quyết định một ngày không xa sẽ gặp bánh nước Ban Mê. Chào các bạn, hiện tại chiếc xe đang có mặt tại chợ Hoa Kiển, thành phố Vĩnh Long. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 2 năm 2024, cũng nhằm ngày 25 tháng Chạp năm 2023. Cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, khoảng 5 ngày nữa là chúng ta sẽ đón một mùa năm mới năm 2024. Giờ mời các bạn cùng theo chân chiếc xe dạo một vòng xung quanh, khám phá khu vực chợ Hoa Kiển của Vĩnh Long như thế nào nha. Lượng cặp mà thính thính chút anh, rồi anh lấy cặp anh trở về cái. Cái này mình mua nhiêu một chậu anh? 230 cặp. 230 cặp. 220 chứ. 220 là 101 một chậu ha. Rồi. Tám chục hả? 80 chậu ăn cặp anh. Hoàng, vậy là chậu có 40 à? Tại còn ít bán chứ 100 ngàn cặp đã. Còn ít bán cho hết ha. Lan hạt đỉnh 600 ngàn chậu. Các bạn xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ chiếc xe với nha các bạn. Qua sông Đài hả? Cô muốn làm màu nào? 85.000 chậu hả? Qua chạy ở chùa. Đi.
này 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 nhiều chậu à? Một cặp 300. Cặp 300 qua đồng tiền hả? Dạ. Cặp 300. Quá đẹp luôn, xanh xanh đỏ đỏ, cho em nhỏ nó mừng. Người lớn cũng mừng nữa, đừng nói chi em nhỏ. Một thiên thần giữa phố hoa. Quá đẹp. Đó sông Tiền à các bạn. Những chú rồng bay lơ lửng trên không trung à. Đó nhiều cặp té. Bông có nhiều. Bán rẻ, con này nó bán 70.000 một cặp à. Thì chỗ khác nó loại cái bao nhiêu 100. À, vậy đây bán rẻ hơn ở đây. Dân thợ bây giờ này mình bán bao nhiêu một cặp rồi bác? Dạ 70 anh ơi. 70 một cặp luôn. Wow, quá rẻ luôn. Sao không mua đi té? Dạ. Ồ, mấy cô bé dễ thương luôn. Ai cũng dễ thương. Chào khán giả một cái đi. Kênh YouTube Chí Xe TV. Chậu này bao nhiêu tiền cô? 50.000. 50k một chậu. Quá rẻ luôn. Từ Sài Gòn đi xuống đây mua. Wow. Cô từ Sài Gòn cô tới đây mua luôn. Nhiều đó là các bạn đủ thấy Vĩnh Long là rất là thu hút khách nha các bạn. Có ông chú dễ thương bán hoa rất là rẻ luôn. 50k một chậu. Là một cặp là 100k.
cầm bao lâu mới lên được cây như vậy? Cầm bao lâu? Cái này là 3 tháng đó con. 3 tháng. 3 tháng mà chú bé có 50.000. 3 tháng. Mà chú bán được có 50.000 thôi. Wow. Anh đây anh định kênh nào anh? Dạ, Chí Xe TV. À, Xe TV. Chí Xe TV. Dạ. Con xe con đó. Anh quay ở chi về đài làm YouTube. Kênh YouTube. Em muốn anh lên Sài Gòn anh phải gặp quán của em, không biết một anh nổi tiếng. Quán gì? Bánh nước Ban Mê. Bánh nước chồng lên đây nè. Bánh nước Ban Mê. Ok, nhất định một ngày không xa sẽ gặp Bánh nước Ban Mê. Dạ. Không, từ Bánh nước Ban Mê Giang Vương mà xuống Tây mua hoa. Chí Xe TV từ Vĩnh Long lên gặp Bánh nước Ban Mê nhất định phải giảm giá 50% nữa. Dạ, chúc chị có một năm mới vui vẻ. Lúc nào cũng thành công trong công việc hàng ngày. Mà phải luôn luôn trẻ đẹp đó được. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Nhớ Chí Xe TV nha. Chí Xe TV. Dạ. Cặp 130k. Cho người ai chị về nghỉ hả? Giáp tuyến đường này mình quay lại tuyến đường khác nha các bạn. Anh nhớ nha. Anh nhớ mình gửi link qua cho em á, em quảng cáo cho anh luôn á. Dạ. Chí Xe TV nha. Chỉ cần vô comment á. Các bạn xem nhớ cho Chí Xe xin một like nha các bạn. Em hoa hồng các bạn. Màu vàng luôn nha các bạn. Một chậu như vậy là mình giờ mình bán nhiêu tiền anh? Dạ chậu này 60.000. 60.000 một chậu, cặp 120. Dạ cặp 120. Quá rẻ. Quá rẻ luôn. Quá ghẻ luôn. Chậu này 80.000 chậu. Chậu ghê 80. Bự hơn chút ha. Chậu đá là 80 còn chậu thì 60. À chủ mắt yếu mắt hơn cái chậu thôi. Mắt cái chậu quá ha. Dạ dạ. Lớn hơn được chút xíu nữa. Cái tàn lớn hơn chút nữa. Dạ. Rồi 80 vẫn sáng giá luôn á con. Mâm xôi đậu bắp luôn. Này nó nhiêu chậu hả cô? 50.000 một chậu. Và lúa
đem lúa về, có lúa có gạo làm ăn, làm đâu đậu đó ha. Làm đâu đậu đó chắc ăn như bắp luôn. Cùng Hương, cùng Hương là ở đâu? Ở Vĩnh Long hả? Cũng như không. Cùng giấy các bạn. Qua Giang Thọ. Bán sao không gào lên bé. Cút mâm xôi về là mình bán chừng nhiêu chậu hả bé? Dạ, em bán 500.000 một cặp. Chậu 250. Sớm giờ mình bán được không? Được. Rồi, chúc bé mùa mày bán đắt ha. Qua giấy. Bông này gọi là bông gì hả chú? À, cái này ở Cẩm Nhung. Cẩm Nhung. À, Cẩm Nhung. À. Một lon nhỏ vậy là mình bán nhiêu tiền hả chú? Lon nhỏ này bao nhiêu giờ nè? Lon nhỏ nhiêu? 15. 15.000 một lon nhỏ. Cẩm Nhung. Quá đẹp. Ở bên đó là siêu thị Cosmart nha các bạn. Mấy bên trong đó là quảng trường của Vĩnh Long nha các bạn. Chậu là nhiêu tiền hả chị? 250 anh. 250 một chậu. Dạ. Bông giấy. Bông giấy này có tên gọi không chị? Dạ có. Hoa giấy Ấn Độ. Hoa giấy Ấn Độ hả? Dạ. Và cỡ màu trắng đó. À, cái này là ngũ sắc. Ngũ sắc. Dạ. Cái ngũ sắc này với hoa Ấn Độ nào mắc hơn? À, tùy theo cây anh, ví dụ dạ. Cây gốc bự thì nó cũng hơn. Dạ, với cái tán cái chậu bự nữa. Tùy theo cây nữa chứ không phải là quyết định do cái màu ha. Dạ đúng rồi. Cái này là cẩm thạch. Cái này là cẩm thạch. Dạ qua Tết năm nay mình thấy mình bán được hơn năm rồi không chị? Cũng đã đỡ. Em à, chúc chị mua mai bán đắt nha. Xuyên que, xuyên que, mãi vô, mãi vô. Củ lùng, củ năng, củ lùng gì biết. Củ lùng. Củ lùng luôn. Hoa hướng dương. Hướng
vườn gặp ớt chuông luôn. Bán ta gào lên, kiển đây, ớt đây. Ớt siêu to khổng lồ luôn các bạn. Wow, cũng bự bự. Chậu vậy là nhiêu tiền hả chị? Dạ 40. Wow, có 40 ngàn nha các bạn. Quá rẻ luôn. Quá trời ớt luôn. Ớt Trần Châu hay gì đó, ớt khổng lồ. Lạc vào vườn hoa lan luôn, rừng lan. Trăm 50k một lon, chậu nhỏ các bạn. Mấy thế thì đẹp quá bạn. Mai này các bạn. Wow, con cây giò luôn nha.
nào cũng nhiều tay, còn mà làm mấy cô vậy nhiều tay, nhưng mà cái bông nó đẹp chút, nó có mò lên đó. Wow, cái đó đẹp quá, quá đẹp kìa, y như thiệt luôn á. Ngày này là một chậu đó bây giờ khoảng bao nhiêu tiền hả chú? Chậu đó 7 triệu. Quá đẹp luôn. Chậu đó là 4 ký 8 đồng á. 4 ký 8 đồng hả chú? Thôi tính tiền đồng không mà biết bao nhiêu tiền đó hả? Quá. Các bạn nhìn này, quá đẹp. Chú nói chậu đó nhiêu? 7 triệu. Rung rồi các bạn. Đều nhau chơi luôn ha. Chiều gửi hả? Wow, rẻ. Cái cây này nếu mà ừ có cây này đúng rồi, 5-6 năm mới có được cái cây cả này. Đúng rồi, cái giá hoa kiển này 1,5 triệu là quá rẻ. Rẻ thiệt. Quá đẹp, cây về bán 1,5 triệu rồi các bạn. Quá đẹp. Trong đó trưng bày hội sinh vật cảnh này các bạn. Góc này 2 triệu rồi các bạn. Mỗi cái góc chủ người ta để giá vậy này các bạn. Góc đó là 6 triệu. Góc này là 2,5 triệu. Góc này là 6 triệu các bạn. 3 triệu. Cái này như hết luôn rồi các bạn ơi. Để mình vòng lên đường trên cho các bạn cùng xem ha. Cái này tới bên Phà An Bình rồi. Bến Phà đi qua bên Cù Lao An Bình đó các bạn.
đẹp. Kênh YouTube Chí Xe TV. Cái này mình mua nhiêu ông ha, ha bác? 120 à? Quá đẹp ha. Quá. Để dành ra bán 100 à. Dạ. Để độ nốt khoảng lên mua lại 101 rồi bán 100. Đá phong thủy giảm giá 30% mãi vô. Đồ đồng đồ gì cũng có hết trơn nha các bạn. Đồ đồng đồ đá. Đồ thời tiền sử luôn nha, thời ăn long ở lỗ gì cũng có luôn nha. Từ ngày xưa ta nói là đồ đồng đồ đá đó. Ồ. Quả địa cầu xuyên không luôn nha. Sở hữu quả địa cầu đó là về là xuyên không luôn. Ngược trở về thành thủy hoàng cầm cái ấn tín này là làm vua luôn. Vô luôn. Chúc anh trai mua bài bán đất nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Thiên thần bé nhỏ giữa đường phố quá đẹp. Quá trời cây tứ quý luôn. Đó là chợ Vĩnh Long nha các bạn. Tấp nập qua kiển luôn. Một xe tải luôn. Đó nè các bạn. Một triệu hai một cây nha các bạn. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Người ta già rụng nữa. Đường này là con đường Hưng Đạo Dương nha các bạn. Quá chín luôn.
nhiều trái nặng nó ngã hả? Cây này giờ nhiêu tiền anh? 200 ngàn. Có 200 ngàn cây hả? Rẻ vậy? Bán xả luôn hả? Có 200 ngàn cây quá rẻ luôn. Rồi bây giờ hái trái không cũng đủ tiền nữa. Thiệt. Ủng hộ quá luôn đi. Làm YouTube mua bắt đầu. Quay cho kêu người ta lại ta mua nha. Tranh thủ các bạn có 200 ngàn cây thôi. Bán sổ luôn về luôn ha. Sổ về luôn. Có ăn có chớp đâu có tiền đâu ăn bán quá trời. Đó. Gặp anh trai đây là xã luôn nha các bạn, đường Hưng Đạo Vương nha, kế bên ngân hàng Agribank nha. Đường này quá trời tiếng quý luôn nha các bạn. Tắc hạn gì hạnh gì đó không biết nữa. Thì theo địa phương kêu gọi khác nhau nha các bạn. Chỗ kêu tắc, chỗ kêu tiếng quý, chỗ kêu hạnh gì đó. Mai vàng quý quá đẹp luôn, cái chậu quý đẹp quá. Khu này như tập trung tứ quý không nghe các bạn. Mình đi xuống với chạy vua cho các bạn xem nha. Xe vua luôn. Dưa hấu luôn. Phát tài phát lộc. Dưa chân nha các bạn. Trái bự lắm nha. Quá wow, vậy mà không thấy cọc rồng luôn. Độc quyền luôn. Cọc rồng được khắc ở trong cái dưa luôn nha các bạn. Này mình khắc dưa luôn đúng không? Quá đẹp. Một trái này cỡ mấy kg hả anh? Này 13 kg. Một trái hả? Một trái 13 kg. Wow. Một trái gì rồi bán nhiêu tiền anh?
cái này tiền tiền dưa không là 260 với tiền khắc 100.000 là như 360 là cặp 3720 nha. À, năm nay mình bán dưa 1 kg nhiêu tiền anh? 20.000 kg hả? Quá rẻ luôn. Quá đẹp. Bạn nào muốn sở hữu cặp còng này thì tranh thủ nghe các bạn. Hình như là độc quyền ở chỗ này không nghe các bạn. Ở chỗ khác bây giờ chiếc xe chưa thấy có nghe. Thôi em chúc anh trai mua bài bán đắt nghe. Dạ, cảm ơn anh trai nhiều. Các tường dạng sự như ý, thịnh vượng, đủ các kiểu, đủ các loại chữ nha các bạn. Điều là chúc phúc, chúc mừng năm mới cho những ngày Tết trong đây các bạn. Phát tài, phát lộc luôn. Đặc sản không hạt. Quá đẹp luôn. 2024 quá đẹp, mỗi trái đều có mặt chữ giống như vậy các bạn. Hàng độc quyền luôn hả chị? Dưa này ở đâu mình lên hả chị? Dạ, dưa này ở Vĩnh Long. À, Vĩnh Long hả? Vĩnh Long, Bình Tân. Bình Tân hả? Dạ. Wow. Mình một sản phẩm thành phẩm như vậy là mình bán ký lô hay mình bán trái? Ký lô là 1 kg, hiện tại mình có nhiêu tiền hả chị? Tại 35 ngàn. Là có tính công khắc chưa? Tính rồi luôn, 30-35 ngàn ký. Wow, quá đẹp. Ở tại chợ Vĩnh Long. Quá đẹp, anh trai ơi, ủng hộ đi. Cái này lựa từ trái luôn á, nhìn cái nào cũng đẹp chứ. Ồ, cái này có dán giá luôn, 9.4 hả anh? 9.4 vậy là nhiêu tiền hả anh? 30.000 ký, 9.327, 4.312 nữa. Là 200 mấy, gần 300 ngàn không? Quá đẹp luôn, tính công luôn rồi hả? Cực kỳ đẹp. Cặp rồng, 10 mấy ký luôn hả? Cái này để chân cho mình ăn ngon không? Hay là... Nhưng mà chủ yếu là chân đúng không? Dưa này dưa chân mà. Quá đẹp. Chúc anh trai mua mày bán đắt nha. Dạ. Giờ cái đùi gà đùi vịt lên. Bến tàu khách của thành phố Vĩnh Long rồi các bạn. Wow, cho quay dưa anh trai đẹp quá. Quá đẹp luôn. Hàng độc quyền luôn các bạn ơi, ngay bến tàu khách của thành phố Vĩnh Long nha các bạn. Chữ gì cũng có, đủ các kiểu loại chữ nhằm chúc phúc, chúc phát tài cho năm mới nha các bạn. Dưa hấu. Quá đẹp. Thank you.
Hello. Hello. Người ta đang gần gần người ta quay lén lén mà. Đẹp quá. Nhưng em không biết gì hết trơn nha. Không biết gì hết trơn. Đó. Kênh anh là kênh gì? Trí Xe TV. Trí Xe TV. Trí T G I sắc trí. À, Quang Sự Như Ý. Ok quá, đây là thành phẩm rồi nè các bạn. Tài lộc Quang Sự Như Ý. Mình có thể chia sẻ cho khán giả biết một quả dưa hấu gì mình bán bao nhiêu tiền không? Tùy theo em cân ký. Cân ký một ký bao nhiêu tiền? Ở đây bán một ký 20.000. 20.000 tiền tiền khắc chữ tiếng Việt hả? Dạ đúng rồi. Một công gì một trái thêm nhiêu tiền thêm nữa? Khoảng 40-50.000. 40-50.000 tiền thì chữ nhiều chữ ít ha. Vâng, đúng rồi. Và vậy cũng quá rẻ các bạn. Cụ thể giống như trái này có mấy ký? Trái này chắc tầm 4 ký. 4 ký 80.000. Thì hai chữ này chắc cả 50.000 không? 40 như ý nè. 50 là khoảng 130.000 các bạn, quá rẻ. Phải nói là vô em là chuẩn Long An nữa. Em đúng lấy rồi. Từ gốc Long An. Lấy từ gốc Long An luôn. Đúng rồi. Lên tới trên chảnh lửa từ chỗ. Wow. Mua cái lên tới Long An mua trái dưa này đem về, mỗi tiền xe không là 2.7 triệu rồi nghe các bạn. Đúng rồi, đúng rồi, anh nói đúng bài luôn. Nó chưa qua đẹp các bạn ơi, nhìn cái các bạn nhìn nét đẹp nè mà chưa được 200.000 nữa các bạn. Theo như anh chủ chia sẻ thì 1 ký 20 mình trái dưa này có 3-4 ký gì đó, chỉ có 80.000 tiền dưa thôi, tiền công khắc 50 nữa là chạy nhầm có 130k các bạn. Phải nói là quá rẻ, quá rẻ, nhiều công độ nè các bạn. Cho các bạn nhìn mặt chủ nhân nha, một chủ nhân có một đôi tay rất là khéo léo, đa tài luôn, vừa mua bán mà vừa thành nghệ nhân luôn nha. À, cho khán giả nhìn có để muốn ủng hộ lộn người làm sao. Các bạn có muốn sở hữu mấy quả dưa như thế này thì hãy tới đây với chợ Vĩnh Long, chợ dưa Vĩnh Long ngay bến tàu khách nha các bạn. Đó, nhìn kỹ anh chủ đẹp trai nha. À, chúc anh chủ mua may bán đất nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Mọi người ủng hộ nha. Mọi người ủng hộ nha. Cho Chí Xe một like đi nha. Đây nữa các bạn, quá đẹp, tài lộc. Đây là cách anh ấy làm ra một cái dưa này các bạn. Tắt máy nói ông lại chim luôn nha, tắt máy à. 18-19 nha. Ôi 78 nha, quên 78 nha, dưa dẻ đẹp nha. Quá đẹp luôn, xịt lên nữa nha. Không quay làm YouTube. Mặt tạ. Quá dư vàng luôn nha. Dư vàng dư bạc kia luôn các bạn. Đó cũng dưa hấu không các bạn ơi, mình quay lại kiếm qua kỹ cho các bạn xem ha. Cái gì bán nhiêu tiền? 400. Em bán là 400k. 400 một cây. Đó thứ quý quá trời luôn các bạn. Bên đó cũng quá trời thứ quý các bạn. Đây nè.
luôn nha. Wow, quá đẹp. Này chắc là bằng trái dừa quá. Đây là bằng trái dừa không anh? Một cặp này mình bán chừng nhiêu tiền anh? 12 triệu một cặp nha các bạn. Quá đẹp. Để là túi bông đó các bạn. Bên đó là siêu thị nha các bạn. Cây này có bán nhiều anh? Giới thiệu luôn, cái cặp lớn đó đó, ở trong đó là 400 ngàn á. À. Bán một cặp. Cặp 400. Wow, mấy người đẹp nữa. Cặp lớn là 400 ngàn này các bạn. Quá trời khúc luôn mà, khúc khổng lồ luôn nha. Hoa vàng thọ. Đây là các bạn mấy cái chậu kiển đó các bạn. Chậu kiển với bình hoa rồi luôn nè các bạn. Quá trời dép luôn, bu quá rẻ luôn. Dưa hấu Long An nha, bao thỏ bao ngon luôn. Màu đẹp luôn, mấy em trai xinh đẹp.
cái này gì vậy? Củ cải đường hả? À, lộc thọ, lộc phát. Cái này là độc lạ nha các bạn. Một củ vậy mình bán bao nhiêu tiền hả em trai? 130 một củ hả? Mình chơi là mình có ăn được không? Mình chơi chán cho mình ăn luôn. À. À. Em trai này nói qua Tết mình tốn nghiêm 150 mua cái giò heo mình hầm luôn nha. Khi nào mình chán thì mình hầm mình ăn luôn. Đây là cúc mà bông búp búp không nghe các bạn. Mình có thể là để qua tới gầm luôn cũng được nha các bạn. Cái này là mâm xôi chán bó hoa. Cúc mâm xôi chán bó hoa. Chán pháo hoa. Và một chậu giống như thế này là mình bán bao nhiêu tiền hả chị? 700. Một chậu 700 ngàn các bạn. Một cốc quà cũng ghé các bạn nhìn nè. Nó búp búp như thế này nha. Mình để có thể quà Tết tới gầm thế này cũng được nha các bạn. Đẹp lắm. Rồi chúc chị chủ mua may bán đắt nha. Mình tử quý nữa. Một anh chủ đẹp trai chuyên bán mấy trái tắc, cái hạnh nha các bạn. Tết thì mình không có kêu tắc nữa mà kêu hạnh nha. Mình là quý. Tứ quý. Không tắc không hạnh luôn. Tứ quý. Kênh YouTube Chí Xe TV nha. Dạ, Chí Xe TV. Wow. Rồi bị ngã luôn. Quá nặng mà. Nặng quá. Cây đó nó có dáng đẹp hay sao? Chí Xe cũng đi giáp khu vực chợ Hoa Kiển ở trung tâm phường 1 rồi nha các bạn. Giờ Chí Xe xin kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho Chí Xe xin một lượt đăng ký, bấm vào nút đăng ký kênh, bấm like. Giờ thì xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo nha.